Hello, chào các bạn. Hôm nay mình vui một cái sản phẩm rất là phổ thông, một cái đèn bàn để học thôi, nhưng mà nó có liên quan một chút xíu tới công nghệ, tức là nó có khả năng sạc không dây để các bạn có thể vừa bật cái đèn lên trên bàn làm việc hoặc là cho con cái của mình học bài, mà vừa để những cái điện thoại như Samsung, iPhone và sạc không dây được trên cái đế, cái phần trên của nó luôn. Ở đây là cái đèn LED, nó cũng có chức năng bảo cái ánh sáng, nó bảo vệ mắt và nó có điều chỉnh được cái màu sắc của cái đèn LED, một số cái thông số của nó. Sản phẩm chính hãng của cái hãng Mili, hãng này cũng nổi tiếng về pin sạc, nó bảo hành cho mình 2 năm. Rồi, khui ra coi có gì hay và nó sạc không dây như thế nào để các bạn biết, gia đình có thể mua một cái để cho con học bài. Đây là cái đèn, đây một cái bộ nguồn, một cây đèn. Bộ nguồn để mình cắm cho cái đèn. Và đây là cái đèn có giá 1.200.000 đồng. Đặc biệt một chương trình khuyến mãi cực sốc, đang giảm giá tới 42% luôn, đúng không ạ? À, còn nhiêu em? 690. À, từ 1.200.000 mà chỉ còn 690.000 thôi. Đó, bây giờ mình cắm điện vô cho các bạn coi thử nha. Rồi đây là phía sau cái đèn, các bạn có một cái chỗ để mình cắm nguồn, và nó còn cho mình một cái USB nữa, thì mình có thể mình cắm cái cáp USB ra đây để mình sạc cho những cái thiết bị nào mà không có sạc không dây, đi từ đây ra luôn. Rồi, một cái đèn để trên bàn, đơn giản như những cái đèn bình thường học bài khác thôi, của mấy cái hãng Philips hay này kia đó, cho nên mình có thể mình gặp lại được mà. Gặp lại như vậy thôi. Rồi, mở lên nút nguồn. Ở đây có một cái nút điều chỉnh ánh sáng, mình bấm một cái nó ra sáng trắng này. Đó, rồi mình bấm một cái nữa, đó, nó sáng trắng rồi sáng vàng. Đó, bên đây là cái chỉnh cái độ sáng, sáng mạnh hay sáng yếu, nó có hai nút thôi, một cái là sáng mạnh, cái sáng yếu là bên cái tượng hình cái đèn. Còn bên đây là chuyển màu này, màu trắng hoặc màu vàng, bên đây tắt nguồn. Đặc biệt là cái phần sạc không dây đây. Đó, mình để cái Galaxy S10 cộng của mình vào cái là nó sạc liền, đang sạc 92%. Hoặc là các bạn có thể sạc cái iPhone từ cái iPhone 8 trở lên, nó thích hợp sạc không dây. Đó, cái máy này đang sạc 100% rồi, nhưng mà nó có quy trình sạc rất là tiện lợi, vừa để trên bàn vừa sạc những cái điện thoại. Cái này cũng sạc được cho cái AirPods luôn, nhưng mà rất tiếc là cái vị trí sạc á, nó không có để được, không có để được cái AirPods. Cho nên đó, nếu mà mình để như vậy á thì nó sạc được đúng vị trí, nhưng mà mình để xuống đây thì nó sai cái vị trí đó, cho nên nó sạc không được. Cho nên các bạn nào muốn sạc cái AirPods thì các bạn lấy cái cục gì đó kê cho cái AirPods nó nằm giống như vậy là nó sạc được này. Rồi các bạn, ngoài cái việc sạc không dây cho một cái điện thoại thì mình có thể gắn một cái cáp USB ở đây để mình sạc tiếp tục cho một cái điện thoại khác hoặc là một cái tai nghe chẳng hạn. Thông qua cái dây cáp này thì mình khỏi tốn một cái củ sạc nữa. Thì đây mình đang sạc một cái Nokia CoolBox. Đó, như vậy là ngoài cái chức năng dùng làm một cái đèn học bài, đọc sách thì mình có sạc được hai thiết bị cùng lúc từ cái đèn này, nó phát ra một cái sạc không dây và một cái sạc có dây. Rồi, chào tạm biệt các bạn.